Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ. Trong video này mình sẽ làm review một đôi giày BTS rất mới. Thì đây là hộp của sản phẩm. Và tính ra thì đây là một cái đôi giày có thể nói là thuộc một cái dòng giày khá là đặc biệt. Đây là một đôi giày mà BTS làm dành cho cái việc đó là chúng ta chạy. Thì như bạn biết là trước đó BTS họ làm rất nhiều những mẫu giày, từ BTS Hunter X, BTS Hunter X BKL, BTS Hunter Core, rồi thì Street, rất nhiều mẫu, tất cả thì có khi hàng trăm mấy trăm mẫu. Thế nhưng mà theo mình biết ấy, thì kể từ khi mà nói chung là cũng gần 20 năm rồi, kể từ quảng cáo bước chân Tây Sơn thần tốc cho đến bây giờ, thì gần như BTS họ không ra mắt một mẫu chính thức nào đó mà họ nói rằng nó để dành cho việc chạy. Mà mãi đến bây giờ mới có một cái mẫu mà theo họ thì nó sinh ra để dành cho việc chúng ta tập thể thao, cụ thể đó là chạy. Thì đây là một mẫu BTS tên là BTS Hunter Running. Cái tên nói lên tất cả, tức là đây là một mẫu giày dành cho chạy. Đây chính là cái mẫu đầu tiên và mình đã mua về cũng khá là lâu rồi. Thì mình sẽ lấy ra cho bạn xem về phần phối màu của nó. Đó, như bạn thấy, đây là một mẫu giày mà có bên phần đế màu trắng và bên trên nó sẽ có màu đen và màu xanh lá mạ, thì xanh neon. Đó, chúng ta sẽ có một cái mẫu giày với phong cách thiết kế là như thế này. Trước khi nói cụ thể vào cái mẫu BTS Hunter Running này và đi sâu vào chi tiết ấy, thì các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi là tại sao một cái thị trường khá là sôi động, đó là thị trường dòng giày chạy, mà mãi bây giờ BTS mới ra mắt một sản phẩm mà giày chạy dành cho mọi người như thế này hay không? Thì theo mình ấy, thì thứ nhất rằng là thực tế ra cái việc mà làm giày chạy nó không hề dễ. Tức là để đáp ứng tốt những cái chỉ tiêu dành cho một đôi giày chạy ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều đề mục nhỏ. Và những đề mục này ấy, thì lát nữa với những gì mà mình đã trải qua thì mình sẽ liệt kê từng cái một và so sánh xem là đôi giày này có hay không. Nếu có thì nó có tốt hay không, và nếu không thì nó có thực sự cần thiết hay không. Thì mình sẽ gạch từng đề mục ra một để cho bạn thấy là so với đôi này thì nó đáp ứng được bao nhiêu phần. Thì đấy, nói chung là làm giày chạy không hề dễ một tí nào. Thì đấy là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, đó là BTS họ làm giày dành cho thị trường toàn dân. Tức là những đôi giày bình thường, đi lifestyle bình thường, những đôi giày mà chúng ta đi lại hàng ngày. Thì như bạn thấy thì cái bộ môn thể thao là bộ môn chạy này, đây là một cái bộ môn thể thao rẻ tiền, bất cứ ai cũng có thể chạy, bất cứ ai cũng có thể tham gia bộ môn này. Không cần đầu tư nhiều, không cần phải cầu kỳ giống như kiểu là chơi golf, chơi bóng đá thì chúng ta phải mua quần áo, mua giày, rồi thì chơi golf thì phải mua golf, chơi bóng chày, mua bóng rổ vân vân. Nhưng mà với bộ môn chạy, chúng ta không cần gì nhiều, thậm chí là chúng ta chẳng cần mua bất cứ cái gì cả. Chạy với lại đôi giày có sẵn của mình, tức là kể cả là bạn chỉ có một đôi giày Thượng Đình trị giá là 50-60 nghìn, hoặc là bạn có một đôi giày Ultra Boost trị giá lên tới là 5 triệu, thì như nào cũng được, tất cả các đôi giày đều chạy được. Chẳng qua là nó chạy, hỗ trợ chạy có tốt hay không mà thôi. Thì đấy là một cái bộ môn thể thao mà rất là rẻ tiền và bất cứ ai cũng có thể tham gia được, không cần phải học, cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian. Đấy là một bộ môn thể thao mà mình cũng khuyến khích mọi người có thể đi theo. Thế nhưng mà với một bộ môn thể thao mang tính dễ tiếp cận như vậy, nhưng mà vẫn đương nhiên là dễ tiếp cận đến mấy đi nữa thì cũng không thể so sánh được với lại một tập người lớn mà đang đi bộ hàng ngày, đang đi làm hàng ngày. Tức là một cái đôi BTS Hunter X ở trên chân của mỗi người ấy, thì ai cũng có nhu cầu đi một đôi như vậy. Thế nhưng mà không phải ai cũng có nhu cầu chạy. Tức là mặc dù đây là một bộ môn thể thao rất dễ tiếp cận, nhưng mà không phải ai họ cũng chạy, và không phải ai họ cũng mua giày chạy. Thành ra là với nhiều lý do, một là làm giày chạy rất khó, hai là cái tập người chạy không nhiều, đương nhiên là không thể nào nhiều bằng một tập người mà dùng giày để đi bình thường. Cho nên là đến bây giờ BTS mới có một mẫu giày chạy đúng nghĩa thì cũng đúng thôi. Ngoài ra thì xét về mức giá của đôi giày này là 1.000.000, tức là 999.000 đồng. Với phiên bản đầu tiên này thì BTS họ có thể nói là hợp tác với X-Men Go. Đây là một thương hiệu có thể nói là sản xuất những cái mỹ phẩm với mức giá rẻ dành cho nam giới. Thì theo mình biết là vậy, tại vì mình cũng không sử dụng cái sản phẩm của hãng X-Men này. Ngoài ra thì bên trong này chúng ta có một vài quà tặng từ hãng đó nữa. Nhưng mà nhân vật chính là đôi giày thì là như thế này. Đôi giày này mình mua về Shopee cách đây khá lâu rồi, từ đợt mà pre-order cái này, tức là có lẽ là cũng phải hơn một tháng rồi thì phải. Bây giờ thì đi vào chi tiết hơn, mình sẽ đầu tiên là cho các bạn xem về những cái nhận xét của những người đã mua đôi giày này, thì họ sẽ đánh giá như thế nào về nó. Đây là nhận xét của họ nhé, còn nhận xét của mình thì lát nữa sẽ tính so. Đầu tiên thì như bạn thấy là chúng ta sẽ có một mức giá là 999.000 đồng, đã bán được khoảng hơn 400 đôi rồi. Thực ra đây là con số mình nghĩ không phải đâu, có thể là bán được nhiều hơn nữa. Thì
về tổng số đánh giá sao ấy, lên tới là 4.7/5 sao. Đây là một đánh giá tốt. Đọc qua về một vài đánh giá 5 sao đi. Người ta khen hàng đẹp này, ra hàng nhanh, giá đẹp và êm, đóng gói cẩn thận, biết cách làm khách hàng bất ngờ, chuẩn đẹp y hình, vân vân. Bên dưới thì có tạm được, được tặng quà, vân vân. Thì đây là một vài những cái nhận xét tích cực. Nhìn sang bên một sao, chúng ta sẽ có nhận xét là như thế nào. Ở đây thì người ta có nhận xét là keo bong giày cũ, thích BTS thì ra shop mua, mua Shopee rẻ mà nó giao hàng cũ. Thực tế ra thì không phải đây là hàng cũ, mà do đây là cái công nghệ sơn nó chỉ đến được có vậy thôi. Và ngoài ra thì về việc lem keo thì cái này thì mình công nhận. Thế nhưng mà cái này mình sẽ nói đến lát nữa trong phần mô tả sau. Rồi, một vài người nhận xét khác thì họ kêu là nó bị lỗi, hoặc là chất lượng tệ, không đúng hình ảnh quảng cáo. Ví dụ như là hình ảnh thực tế thì không có viền xanh và không có chấm bi trên vải. Trong khi đó thì hình ảnh quảng cáo, hình ảnh mockup thì có chấm bi ở phần upper và có viền xanh ở phần dưới đế. Thực tế ra thì cái này là một cái mà bản thân mình có thể mình dễ tính. Bản thân mình đánh giá đó là không quá quan trọng. Tức là hình ảnh quảng cáo một kiểu, sản phẩm nhận được một kiểu, nó không khác quá nhiều là được. Cũng giống như việc là chúng ta xem quảng cáo mì tôm chẳng hạn, quảng cáo kinh điển mì tôm chẳng hạn, lúc nào cũng đầy đủ bò, gà, rau, cà rốt ngập nồi luôn. Thế nhưng mà có bao giờ có thế đâu. Thì đây là cái điều hết sức bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Thì có rất nhiều người phàn nàn về cái việc này, có thể mình dễ tính hoặc là có thể họ khó tính, vân vân. Sản phẩm không đúng quảng cáo, chất lượng sơn tệ, lem nhem đủ kiểu, chẳng khác gì đôi giày chợ không đáng tiền, giày cứng không giống hình, đế cứng không êm, không có hoàn trả lực, gót rộng. Đó là một vài những nhận xét khách quan chung chung từ những người đã mua và đã sở hữu đôi giày này rồi. Thì đấy là một vài những nhận xét mình đọc trên Shopee thôi, để cho các bạn tham khảo thêm. Còn lại thì mình sẽ đánh giá chi tiết về cái mẫu này. Mình đã mua mẫu này về, cho nên là mình sẽ sau khi quay phần này, mình sẽ mang nó ra để vận động luôn, để chạy luôn, để đánh giá thực tế về hiệu năng của nó như nào. Ví dụ như là gần đây mình có đánh giá một đôi giày chạy, đó là đôi Nike Joyride Dual Run. Thì đôi đó mình mượn về, cho nên là mình đã không mang nó đi chạy được. Chứ còn với một đôi mà mình tự mua như này thì mình sẽ mang nó đi chạy và đánh giá luôn rằng là hiệu quả của nó là như thế nào. Bản thân mình đánh giá thì trước tiên là chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa dành cho việc là mua một đôi giày chạy tới từ thương hiệu Việt và nó là của BTS. Đấy là một. Thứ hai rằng là với mức giá là ngang ngửa với lại BTS Hunter X BKL ấy, thì mình nghĩ là nếu như mà chúng ta không có nhu cầu chạy và vận động thể thao thì chúng ta mua X BKL vẫn ngon, vẫn đẹp, vẫn êm, thì nó cũng hợp lý hơn. Còn đôi giày này thì như BTS họ cũng đã nói luôn rằng là nó dành để cho chạy. Và ngoài cái phối màu này ra, hiện tại bây giờ chúng ta còn thêm 3 phối màu nữa, nó cũng rất là đẹp. Nhưng thời điểm mình mua nó chỉ có một phối màu này thôi. Mình sẽ để link phối màu này cùng với lại màu cam với lại hai màu còn lại nữa bên dưới phần mô tả video để tùy theo là các bạn thích màu như thế nào. Rồi, nhìn qua một chút về cái tổng thể của mẫu giày này ấy, thì mình thấy rằng đây là một cái dáng giày chạy cũng cơ bản thôi. Tức là thiết kế chung chung của nó không có gì khó hiểu cả, rất là dễ hiểu. Ngoài ra thì với mức giá 1 triệu thì có thể nói đây là một mức giá, trước tiên phải nói rằng đây là một mức giá hợp lý đã. Tại vì chúng ta hình dung là như này này, giày chạy thường nó sẽ có giá khá là cao. Nếu như các bạn mua giày chạy tới từ những hãng tên tuổi như là Adidas, Nike, Brooks, rồi thì Saucony, hoặc là thấp hơn thì có Asics, rồi thì thấp hơn nữa là các hãng Trung Quốc kiểu như Peak, Lining hoặc là Anta vân vân, thì mức giá chính hãng, mức giá niêm yết cho một đôi giày chạy rất khó có một đôi giày nào đó giá 1 triệu không tính sale nhá. Nếu mà tính giảm giá rồi ấy, thì đôi này giảm giá sẽ còn rẻ hơn nhiều. Ví dụ như ngay cái đôi mình mua này giá niêm yết là 1 triệu, nhưng mà mình chỉ mua với mức giá là tầm 800 sau khi trừ mã giảm giá thôi, thì mình thấy mức giá đó là cũng được. Chứ còn nếu như mà các bạn có đúng 1 triệu tròn để mà mua một đôi giày nguyên giá ấy, thì gần như là đây nó sẽ là sự lựa chọn đập vào mắt chúng ta. Tại vì nó đơn giản là không có sự lựa chọn nào khác ấy, thì gần như là đôi này sẽ ít có đối thủ trong cái loại mặt hàng đó là hàng mới và nó là giày chính hãng để chúng ta mua chạy như thế này. Thì thực tế ra nó ít có đối thủ thì cũng được. Thế nhưng mà vấn đề đó là nó có xứng đáng với mức giá 1 triệu đó hay không, hay là nó chỉ xứng đáng với mức giá sau giảm giá là 800 nghìn thôi. Tại vì có đôi khi nếu nó xứng đáng với mức giá 1 triệu thì không nói làm gì, nhưng mà nhích lên một chút tầm 1.3 triệu, 1.4 triệu, chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác mà đã được khẳng định. Thì ngay bây giờ mình sẽ mô tả chi tiết về từng phần trên dưới, nói chung là soi rất kỹ về cái mẫu đầu tiên này để xem rằng là nó khó nhưng BTS có làm được không, hay là họ làm vội. Và ngoài ra thì cuối video này các bạn cũng sẽ biết được là hiệu năng của nó sẽ như nào khi mà mình bắt đầu thử. Còn bây giờ thì đây sẽ là phần chi tiết. Với phiên bản giày chạy này thì chúng ta sẽ có một cái hộp rất là lớn, và mình nghĩ là nó phải gấp rưỡi hộp bình thường của BTS. Trên này sẽ có dòng chữ là BTS Hunter Running,
X-Men Girl. Và đây là phiên bản hợp tác đặc biệt. Phiên này sẽ có một vài thông tin nữa, nhưng mà nó cũng chỉ trang trí thôi. Thông tin chủ yếu của chiếc giày thì nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta sẽ có mã của nó này, size 41 này, và giá là 1.000.000 đó. Thì mình sẽ mở nó ra. Ok. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái nắp bên trên cũng khá đẹp, với dòng chữ là Keep Moving Forward đó. Và bên trong này sẽ có hai ngăn. Thì nói về hai ngăn này, một bên thì sẽ để hai chiếc giày, còn một bên là để những phụ kiện tới từ X-Men. Và đây là chiếc giày bên chân trái đó. Còn tem các cái mác thì nó ở phía này, giá tiền luôn. Rồi ok. Đây là chiếc bên chân phải đó. Và chúng ta sẽ có được tặng kèm thêm một cặp dây dẹt màu xanh lá mạ nữa, để thay đổi nếu mà cần. Rồi. Và đây là cái phụ kiện còn lại ở ngăn bên cạnh. Thì mình sẽ để gọn cái hộp sang một bên để mình mở cái này ra trước cho bạn xem đã. Đây là một cái túi giả da màu đen và có cả quai sách luôn như này. Thì cái phần khóa nó sẽ có màu xanh lá như vậy. Và mở ra thì bên trong chúng ta sẽ có là như sau. Đây. Đó. Thì bên trong nữa sẽ có một cái khóa nữa. Đây là một cái khóa vải lưới. Một cái lớp vải lưới và có khóa này. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái này là cái sữa rửa mặt này. Thực ra là mình không dùng mỹ phẩm nên mình cũng không biết mấy cái này nữa. Thực tế thì hiện tại nếu mà nói về mỹ phẩm ấy, mình dùng có mỗi nước hoa thôi. Còn mấy cái này rửa mặt hay là cái này là cái gì, sữa tắm hay gì gì đó mình không dùng. Sữa tắm và cái này là dầu gội này, sữa tắm và sữa rửa mặt. Mỗi cái này thì nặng khoảng 1 lạng. Đúng rồi, cả ba, mỗi cái là nặng 1 lạng. Thì cái túi này có thể sử dụng để đựng nhiều thứ. Ví dụ chúng ta đi du lịch thì chúng ta có thể để sạc dự phòng vào đây. Xong rồi các cái cáp thì để vào đây. Đó, kiểu như vậy. Nói chung là cũng được, cũng khá là tiện. Có cả móc luôn ạ. Cái này là móc chìa khóa bên trong, có thất lạc này. Đó, túi này cũng khá ok. Còn những cái vật dụng được tặng kèm này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại các bạn mua những mẫu giày này. Nếu bạn nào không dùng như mình thì coi như nó là một món quà tặng thú vị thì cũng được. Nhưng nói chung là mấy cái này mình sẽ tặng lại cho bạn nào mà mua lại đôi giày này của mình. Tại vì mình xác định rồi, đôi giày này mình sẽ không giữ lại. Sau khi trải nghiệm chán thì mình sẽ bán. Bạn nào mà cùng size 41 này thì có thể nhắn tin qua Instagram của mình. Lúc đó là có lẽ là mình cũng trải nghiệm xong rồi. Như vậy là đã qua rồi cái thời mà người ta dùng những đôi giày BTS Hunter X hoặc những đôi giày BTS Hunter Core để mà đi chạy. Tại vì với một số người không có nhiều kiến thức về giày chạy ấy, thì họ cứ có đôi giày nào thì họ tiện thì họ dùng đôi đó để chạy mà thôi. Nhưng thực tế ra thì những đôi đó không sinh ra để dành cho chạy. Chúng ta nếu mà chạy gấp, chạy rất có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào, thì những đôi giày sinh ra để chạy như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn. Thế nhưng mà đôi này phù hợp đến mức độ nào thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đây là cái mẫu thiết kế với giày cổ thấp, và mình sẽ mô tả từng phần một ở phần đế và phần upper. Thì đây, để cho các bạn nhìn tổng thể về cái mẫu giày này một lần trước khi là mình bắt đầu liệt kê. Đó, logo thì nó được đặt ở phía bên này. Đó, cái phần logo ba cái miếng giống mũi tên này này. Đây là gót. Đây là mũi. Còn đế ngoài thì như thế này. Rồi, bây giờ thì sẽ bắt đầu. Bây giờ thì mình sẽ liệt kê ra những cái quan trọng của một cái đôi giày chạy. Với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì một đôi giày chạy chúng ta gần như là phải có những thứ như thế này. Thì đầu tiên thì quan trọng nhất về kết cấu, chắc chắn là chúng ta phải tính đến phần bộ đế. Bộ đế của giày. Đôi giày nào thì cũng có đế cả. Thế nhưng mà một đôi giày chạy thì nó yêu cầu nhiều nhất là về đế chứ không phải là upper. Hai phần chính của giày là đế và upper ấy, thì đế quan trọng hơn. Đây. Đế quan trọng hơn. Rồi, thế trong bộ đế thì có những gì? Trong bộ đế thì chúng ta sẽ có quan trọng nhất ở bộ đế, đó là cái bộ đệm của giày. Bộ đệm tức là cái phần đế giữa này này. Rồi, bên cạnh đế giữa thì chúng ta sẽ có đế ngoài. Đế ngoài. Hay còn gọi là outsole. Rồi thì tiếp theo thì sẽ có đế trong. Hay chúng ta vẫn gọi đó là lót giày ấy. Tên tiếng Anh là insole. Đó. Thì đây là tất cả những cái phần liên quan đến phần bộ đế. Đây là phần quan trọng nhất. Thì về bộ đệm. Đầu tiên thì BTS Hunter sẽ có một cái phần bộ đệm ở giữa này. Nó là một cái phần bộ đệm có thể nói là một cái phần foam đặc. Thì như các bạn có thể thấy thì những phần trắng các bạn đang nhìn thấy đây, nó chính là bộ đệm. Những phần này mình ấn tay vào các bạn có thể thấy được là mức độ phản hồi của nó là như thế nào. Nói thật rằng là mẫu giày này thì nó không êm được như là bộ đế BTS Hunter X.
Tức là với phần đế này ấy, thì mình nói chung là mình không nói về tên công nghệ hay gì gì đó, mình không đọc về tên công nghệ, mình cũng không đọc quảng cáo BTS làm gì nhá. Mình tin vào trải nghiệm của mình. Thì cái đế giữa này, thứ nhất là nó cứng hơn, nó không được êm như là BTS Hunter X bình thường. Thứ hai là cái tính chất của nó ấy, thì nếu như mà đã không mềm ấy, nếu đã không êm ấy, thì ít ra chúng ta cần có một cái phản lực tốt, tức là cần có sức đẩy, cần có lực phản hồi tốt. Thế nhưng mà bộ đế này thì mình đánh giá không cao cái điều đấy. Tức là nó vừa không êm mà nó lại vừa không có phản hồi lực tốt. Khi mà chúng ta đi vào ấy, chúng ta sẽ cảm giác được là đôi này nó hơi cứng là một. Thứ hai là trong từng bước chạy chúng ta cảm thấy được đó là cái đế này nó không phản hồi lực lại chân chúng ta đủ nhiều để có được chất lượng tốt trong một cuộc chạy. Do vậy cái phần bộ đế này, cái phần foam mới này của BTS mình đánh giá không hề cao một chút nào. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của bộ đế, mà bộ đế quan trọng nhất của một đôi giày chạy. Thì theo mình đây chính là đặc điểm khó mà BTS mãi bây giờ họ mới bắt đầu nhúng tay vào làm thì cũng đúng thôi. Tại vì qua rất rất nhiều năm, qua nhiều chục năm rồi họ mới làm giày chạy, nhưng mà họ cũng chỉ làm được đến như thế này thôi. Thì chắc chắn rằng là cái phần đế này, cái phần foam này sẽ rất là khó làm. Thì đây là cái phần đế mà mình đánh giá là không hề cao. Thì với phần bộ đế mình sẽ để dành đánh giá cụ thể sau cái lần mà mình sẽ đi chạy ở cuối video này. Và cái này thì bộ đệm đánh giá như nào cuối video sẽ có. Đế ngoài là outsole thì đây là cái phần đế ngoài mà các bạn có thể thấy của BTS Hunter Running. Chúng ta sẽ có một cái đế ngoài mà rất là dễ hiểu. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy đây thì bên ngoài chúng ta sẽ có màu đen và màu trắng. Những phần màu đen này là cao su. Cao su được phủ ở phía phần forefoot và phần gót để chừa ra phần giữa. Cao su không được phủ ở đây để cho chúng ta có những bước chạy gấp chân vào cho nó dễ. Đây, chúng ta sẽ gấp chân như này cho dễ. Đây là cách thiết kế đế ngoài rất hợp lý. Và đế ngoài với cao su này để tăng cái ma sát cũng như là tăng độ bền. Như các bạn đã xem mình làm rất nhiều những video về giày chạy rồi thì các bạn đều nhận xét, có thể tự nhận xét được là những cái đế ngoài thiết kế như này là hợp lý. Tại vì thứ nhất là những cái rãnh gai này, những cái rãnh này nó sẽ gồ ghề theo từng chiều một, từng chiều một. Thì đây là cái cách thiết kế hợp lý, ma sát là rất tốt. Và phần cao su cứng này sẽ tạo cái độ bền tốt, sức kéo tốt cho cái mẫu giày này. Chứ nếu như không có cao su ấy, thì phần foam này nó sẽ rất nhanh mòn theo thời gian. Và không hãng nào lại để toàn bộ phần foam này tiếp xúc trực tiếp với lại đất cả. Nếu để foam tiếp xúc trực tiếp với đất ấy, thì đôi giày nó sẽ thật sự là nhanh tã sau chỉ ít cây số mà chúng ta chạy đó. Như vậy thì đây là một phần đế ngoài hợp lý, mình đánh giá là ok với một mẫu giày chạy. Ma sát tốt, sức kéo tốt, có cao su để chống trượt và tăng độ bền. Như vậy là được rồi, đế ngoài ok. Tiếp đến thì sẽ có phần insole là đế trong hay còn gọi là lót giày. Thì chúng ta sẽ có một cái lót là như thế này. Chúng ta sẽ không còn một cái lót massage 6 điểm hay là 8 điểm gì đó nữa. Đương nhiên rồi, không thể nào dùng cái lót đó để mà chạy được. Thì đây là một cái lót, nó sẽ có hai lớp. Một thì sẽ là một cái lớp foam bọt như thế này, ở phần bên trên xanh xanh này. Còn xanh lá là một cái phần lớp foam khác. Thì nó được kết nối với nhau. Mà ví dụ phần trên, phần forefoot này, nó sẽ có cái lớp foam mềm với rất nhiều lỗ thông thoáng này để cho chân có thể thở được ấy. Thì chúng ta nhìn thấy được những cái lỗ bên dưới này nó đục cả lên đây này. Đấy, những lỗ này mình thấy hợp lý. Và ngoài ra nó được dán với nhau ở chính giữa như thế này. Nhưng cái vấn đề là như thế này. Với một cái mẫu giày chạy ấy, thì thứ nhất rằng là mình sẽ thường thấy họ sẽ làm cái insole là cái lót trong ấy. Họ sẽ làm, rất nhiều hãng họ sẽ làm theo cái dạng foam này, tức là foam màu xanh lá này. Chúng ta sẽ cần một cái foam có phản lực tốt, có lực phản hồi tốt, chứ không phải là một cái foam bọt mềm để đi lifestyle như thế này. Tức là BTS họ đã làm ra một cái foam này, nó light như thế này để cho đôi giày này vừa chạy được mà vừa đi lifestyle được. Thế nhưng mà nếu mà đã định nghĩa một đôi giày dành riêng cho chạy ấy, thì mình thích hơn cái việc là BTS họ sẽ làm một cái phần đế bên trong, nó là một cái khối đặc như thế này. Để dễ hình dung thì mình sẽ lấy mấy cái lót khác ra cho bạn cùng xem, cho dễ hình dung một đôi giày chạy nó sẽ như thế nào. Trước mắt các bạn thì đang là ba cái lót trong của ba mẫu giày chạy tới từ Nike và hai mẫu giày đế, ba mẫu thì hai cái từ Adidas và một cái từ Nike. Ví dụ một cái mẫu giày đế bao như thế này, như bạn thấy thì cái lót trong của nó ấy, nó không dành cho cái việc chúng ta đi êm, thành ra nó là một cái khối đặc. Và cái khối này ấy, thì nó không lún xốp xuống đâu. Đó, như các bạn nhìn thấy thì nó sẽ như thế này. Hoặc là một đôi Adidas Ultra Boost thì nó cũng tương tự. Chúng ta sẽ có một cái khối nó sẽ như thế này. Đó, dễ hiểu. Và đối với một cái đôi giày Nike thì nó là một cái khối xốp. Tuy nhiên cái khối xốp này ấy, thì nó không mang tính chất là một cái loại xốp mềm để đi lifestyle giống như là những đôi giày kiểu Adidas Stan Smith hoặc Adidas Superstar giống như phần trên như thế này. Thì theo mình
với việc là định nghĩa một đôi giày thực thụ ấy, mình thích hơn, chỉ là mình thích hơn thôi nhá, là cái việc BTS họ sẽ làm một cái lót mà full cái phần như thế này, nó bo vào các phần chân như thế này, hợp lý hơn là việc mà họ sẽ làm nửa này nửa kia. Thì đây là cách thiết kế mà BTS họ đã chọn ra, thì mình không rõ lắm lý do là gì, nhưng mà mình thích hơn cái việc là họ sẽ chọn cái phần này hoàn toàn luôn. Đó, lót trong là như vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã đi qua được cái phần bộ đế là phần quan trọng nhất. Thì rất tiếc rằng là cái phần bộ đệm ấy, nó đã không đạt được đúng yêu cầu như là mình mong muốn. Thì nhắc lại nhá, một video như này chỉ là video đánh giá cảm quan cá nhân thôi. Có nhiều người thích, có nhiều người không thích cái mẫu này, nhưng mình đang đánh giá một cách hết sức khách quan. Đó, thì về phần bộ đệm là cái phần foam ấy là không ổn rồi này. Đế ngoài outsole rất ok, đế trong insole thì theo mình đánh giá là ok, chứ không phải là rất ok đâu. Mà đế ngoài thì ok rồi, nhưng đế trong insole thì chỉ thuộc dạng là được. Đó, như vậy là xong phần đế, chúng ta sẽ tiếp đến với phần tiếp theo, đó là upper, là phần bên trên ấy, upper. Thì bên trong upper chúng ta sẽ có những gì? Thì chúng ta cần biết đến là cái phần vải ở bên trên này. Tiếp đến nữa, đó là cái phần khung, khung của giày, hay còn gọi cái tên tiếng Anh đó là cage, cage, cage. Đó, thì trong phần khung này chúng ta sẽ có khung cố định trước sau, khung cố định trước sau, trước và sau. Sau chính là phần gót ấy. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhận xét. Ví dụ đầu tiên là về phần vải đi. Thì vải của giày chạy nó cũng có nhiều loại, nó cũng có rất là nhiều loại. Với phần vải của đôi giày BTS Hunter Running này, BTS họ đã chọn cái phần vải này là phần vải mesh, là phần vải lưới, chứ không là vải, chứ không phải là vải vải dệt light knit như là họ thường có trên những mẫu BTS Hunter X. Với mẫu này thì chúng ta sẽ có hai lớp. Như các bạn nhìn thấy thì lớp bên ngoài có rất nhiều lỗ thì nó màu đen, rất nhiều lỗ lớn hình bầu dục này nó màu đen. Còn lớp bên trong là lớp màu xanh. Chúng ta sẽ có hai lớp nhưng mà mỏng thôi. Theo mình ấy, thì cái lớp vải này là ok. Thực sự mình không có phàn nàn gì về chất lượng của lớp vải này so với mức giá cả. Nếu như họ chọn làm cái loại vải là vải dệt, vải knit ấy, thì mình không thích lắm bằng cái việc họ dùng vải mesh này. Tại vì ở thời tiết Việt Nam ấy, vải mesh là hợp hơn so với vải dệt. Đó, vải lưới là hợp hơn so với vải dệt. Thì đây, chúng ta sẽ có rất nhiều lỗ ở phần toe box, phần bên hông này để thông thoáng hơn. Và cũng khéo léo để cho có logo bên hông như thế này. Và bên này thì cũng sẽ có rất nhiều lỗ như vậy nữa. Thì phần vải này mình đánh giá là ok. Thì sẽ cho một cái tích vào đây. Phần vải mesh là ok. Đó, tiếp đến là chúng ta sẽ xét xem là phần khung, phần cage của nó sẽ như thế nào. Thì đối với đôi giày này ấy, chúng ta sẽ có khung là ở đâu? Ví dụ khung trước ấy, chúng ta thường thường thấy ví dụ như là những đôi Adidas Ultra Boost chẳng hạn, chúng ta sẽ có ba sọc ở phía này. À quên, một cái khung nhựa ba cái ở phía này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khung như vậy. Thì đây là một cái miếng khung mà các bạn có thể thấy nó nằm ở đây. Cái khung này thì chính là cái phần buộc dây xuyên qua, và để cho là khi mà buộc vào rồi ấy, nó sẽ ép vào cái mu bàn chân tốt hơn. Thì mình đánh giá khung trước như thế này là ổn. Nó khung trước như thế này là ok rồi. Nhưng mà đôi này thì nó lại không có khung sau, tức là chúng ta không có phần kết ở đằng sau để giúp cho chúng ta đi vững cái trụ hơn, chạy vững trụ hơn, cũng như là chống lật chân. Như các bạn biết ấy, thì thường thường những cái mẫu giày chạy nó luôn có một cái phần khung ở phía này bằng nhựa, phải là bằng nhựa để nó đủ cứng để giữ cho trụ chân chúng ta tốt hơn. Thì với mẫu này thì nó lại không có cái phần nhựa đó ở đây. Thì để cho dễ hình dung ấy, mình có ở đây vài đôi giày chạy. Cái phần màu cam này chính là cái phần kết mà mình nhắc đến. Đó, nó sẽ nằm ở đúng cái vị trí dưới phần gót chân, hoặc là từ phần mắt cá chân đổ xuống. Thì đây chính là cái mà mình đang nhắc đến. Với phần này nó sẽ giúp đỡ rất nhiều. Giúp như nào thì mình đã nói quá nhiều rồi. Hoặc là với một đôi giày chạy xịn hơn, mình có một đôi Ultra Boost ở đây, thì các bạn đều biết rồi, chúng ta có một cái kết nằm ở phía này. Thì đây chính là cái mà làm mục đích rõ ràng và cụ thể cho một đôi giày chạy, chứ không phải là không có đâu, chứ không phải là nó chỉ để làm cảnh đâu. Đây là cái đặc điểm cần thiết đó. Nhưng mà cũng do trên thực tế có nhiều đôi giày chạy không chứa cái phần khung kết đó, cho nên là mình đánh giá là cái phần này của BTS Hunter Running được, thuộc dạng được. Đấy, như vậy là bộ đế này, upper đã trải qua rồi này. Tiếp đến thì với những cái yếu tố còn lại thì có thể tính được là những cái yếu tố phụ trợ khác. Những cái này thì thuộc cái dạng là có cũng được mà không có cũng được, nhưng mà có thì tốt hơn. Rồi, cái đầu tiên mà chúng ta có thể kể đến đó là cái khung chống xoắn. Khung chống xoắn, cái này chính là cái mà rất quen thuộc, mà ví dụ trên Ultra Boost chúng ta có tên đó là Torsion System. Nó là một cái khung nhựa đặt nằm trong phần bộ đế giữa này. Để làm gì? Để khi chúng ta chạy, nó vừa tạo sức bật tốt,
nó lại vừa tránh cho chúng ta bị xoắn chân, có nghĩa là chúng ta không bị bẻ vặn chân ấy. Thì cái phần này có cũng được không cũng được, với BTS Hunter Running thì nó không có, thì cái này thì thôi coi như bỏ qua, tại vì như mình nói 50-50, có cũng được không có không sao. Rồi ok, cái này thì không có này. Tiếp theo là chúng ta cần một cái mũi giày, nó phải được nhô cao lên. Mấy cái này chỉ là phụ trợ bình thường nhá. Mũi giày cần nhô cao lên, thì đối với mẫu này chúng ta có. Phần này nó được bọc cao su nhô cao lên để tránh việc khi mà chạy chúng ta có thể sút phải đất đá, hoặc là không may mũi chân đập vào tường chẳng hạn, thì phần này bảo vệ rất là tốt. Bạn nào đã từng bị như vậy rồi thì mới nhận biết được cái phần này quan trọng như nào. Mẫu này có thì ok. Rồi, mũi giày nhô cao có. Phụ trợ khác ví dụ như là đệm cổ chân. Đệm cổ chân, tại vì ai cũng biết ấy, khi mà chúng ta đi một đôi tất ngắn hơn mắt cá chân mà chạy quãng đường dài ấy, nếu mà đệm cổ không đủ mềm và êm thì cực kỳ khó chịu cho cái phần dưới mắt cá chân. Với cái mẫu này thì như bạn thấy là cái phần bên xung quanh này ấy, nó khá là mỏng, nó không được đệm thêm quá nhiều. Thì mình chưa được chạy mẫu này nhưng mà mình có thể phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán thôi nhá. Còn kết quả thì cuối video sẽ có, tại vì lúc đó mình mang đi chạy, mình chỉ phỏng đoán thôi. Thì với cái lớp mỏng như này thì chúng ta sẽ khó mà có cảm giác tốt được khi mà chạy đường dài hoặc là chạy một thời gian lâu. Thì đấy, ngoài ra như các bạn có thể để ý ấy, thì cái gót sau của mẫu này nó khá là thẳng lên đấy, nó khá là thẳng lên. Đây, đế giày như này, gót sau khá là thẳng lên, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ hơi gây ra hiện tượng tuột gót một chút. Thường thường những đôi giày khác nó sẽ được uốn vào phía trong để giữ cho gót tốt hơn. Mặc dù rằng là BTS đã may thêm một cái lớp đệm dày lên ở đây để chúng ta có thể được giữ lại gót chân, tuy nhiên mình nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ nhiều. Đó, cái này thì lát nữa khi mà trải nghiệm mình sẽ nói sau. Đó, như vậy là cũng có thể nói là ok. Những yếu tố khác thì phía này chúng ta sẽ có một cái miếng dây vải để giữ khi mà xỏ giày dễ hơn, dòng chữ là BTS Hunter Running. Và những cái khác nữa thì chỗ này sẽ có một cái miếng nhựa để giữ cứng cái khung sau. Như vậy thì tổng kết lại, có thể nói rằng là cái mình thất vọng nhất vẫn là đến từ cái phần quan trọng nhất của một đôi giày chạy, tức là cái phần bộ đệm của nó. Đệm mà không biết là BTS Hunter gọi nó tên gì, tại vì mình cũng không đọc qua. Nói chung là mình cũng không đọc qua, cũng như không đọc quảng cáo hay xem quảng cáo gì cả. Nhưng mà bản thân mình đánh giá bộ đệm này là không ổn đối với một đôi giày chạy. Nó vừa không đủ êm mà nó lại vừa không đủ phản hồi lực. Đó, đế ngoài ok, đế trong thì ok, vải bên trên ok, khung kết thì cũng thuộc dạng được. Khung chống xoắn không có nhưng không sao, mũi giày nhô cao được, các phụ trợ khác thì cũng nói chung là ổn, thuộc dạng ổn. Như vậy thì nếu như mà tính ra ấy, cái bộ đệm này mà được cải thiện tốt hơn thì mẫu giày này thì nó đã là ok rồi. Thế nhưng mà chính vì là bộ đệm nó hơi cứng, thành ra là mình thấy rằng là nó cũng không ổn cho lắm. Nhưng mà quan trọng là đây là mới là cái mẫu giày đầu tiên, mẫu giày running đầu tiên tới từ BTS, thì họ làm được như này thì theo mình đánh giá là cũng được rồi. Tức là đương nhiên chúng ta còn những phiên bản về sau nữa, thì sau này họ sẽ cải tiến cái bộ đệm này sau. Nhưng mà với truyền thống khoảng là 2-3 năm mới thay bộ đệm một lần, thì mình nghĩ là hy vọng là BTS họ sẽ thay đổi sớm đi. Tại vì bộ đệm này mình không đánh giá cao, không đánh giá cao, và chắc chắn là sẽ có nhiều người chạy họ sẽ không đánh giá cao bộ đệm này. Nó quá dễ để nhận biết, và chắc chắn là các chuyên gia về chạy trong cái project làm giày của BTS họ cũng biết về cái điều đấy. Thì mình nghĩ là họ sẽ nên thay đổi sớm phần bộ đệm này. Chỉ có này là nhược điểm lớn nhất thôi, nhưng mà chính cái phần này là phần quan trọng nhất, thành ra là nên thay đổi sớm. Những phần còn lại thì mình đánh giá là ok, để đánh giá ok. Và bây giờ thì không cần phải mô tả như mọi khi nữa, tất cả những cái khác cũng chẳng cần phải nói nhiều, mình sẽ trải nghiệm nó luôn bây giờ, tại vì thời lượng video cũng đã đủ dài rồi. Xin chào các bạn, đây là phần trải nghiệm ấy. Thì sau một vài lần mình đi chạy với lại cái mẫu giày BTS Hunter Running này, thì mình có một vài nhận xét là như sau. Thì đây là một mẫu giày dành cho chạy, thì nó sẽ phục vụ cho mục đích chạy là thật. Tuy nhiên thì mình đã nhận ra một vài ưu nhược điểm của nó là như thế này. Đầu tiên là ưu điểm ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái đôi giày chạy đúng nghĩa ở mức giá tầm 1 triệu đồng. Thì nói chung, nói gì nói, nó vẫn là một đôi giày chạy. Thì cái khả năng chạy của nó là có, đấy là cái đầu tiên. Nếu mà nói về nhược ấy, thì cái đầu tiên mà mình nói ngay từ đầu là cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần bộ đế của nó. Thì thực sự là trong khi chạy, có nghĩa là từ khi mà bắt đầu cầm lên bộ đế này lẫn là khi mà mình chạy ấy, mình đều cảm thấy được đó là quả thật là nó không ổn. Tức là đây là một cái phần bộ đế mà nó sẽ, thứ nhất là độ êm không cao, thứ hai là phản hồi lực, cái hoàn trả lực gần như là rất là ít. Thì nó sẽ khiến cho chúng ta khá là khó chịu trong quá trình chạy.
Các bạn cảm giác là khi mà tiếp đất bằng chân xuống ấy, thì nó không có hoàn trả lực, thành ra là chúng ta sẽ phải mất rất nhiều lực để tiếp tục cái bước chân còn lại hoặc là bước chân mà đã chạm đất. Đôi khi mình chạy bằng cách đó là khi mà mình tiết kiệm sức bằng cách đó là mình không dùng sức quá nhiều, dùng phần cơ quá nhiều bằng cách mình ấn cái phần mũi chân, cái phần forefoot này xuống và dựa vào cái bộ đẩy của lót trong cũng như là của đế để mình đẩy người mình về đằng trước. Tuy nhiên ấy, thì cái phần lót trong của cái mẫu này như mình nói ấy, thì ở phần forefoot nó lại là một cái phần rất là êm, thành ra là hoàn trả lực nó không có, thì nó đã triệt tiêu của mình mất cái lực đẩy đấy đi. Và ngoài ra thì cái phần bộ đế nó cũng không hoàn trả lực lại là quá nhiều. Thì đấy là cái nhược điểm đầu tiên, bộ đế, cái phần foam, cái phần cushioning là không ổn. Thứ hai là như mình nói là có thể là cái phần gót này nó sẽ cho cảm giác là tuột gót, tuy nhiên thì không, trong quá trình chạy mình cảm thấy là nó không tuột gót, khá là ổn. Thì đấy cũng là một cái điểm cộng. Nếu mà bạn nào mà cộng sai so với sai chân bình thường thì mình nghĩ là sẽ bị tuột gót, chứ còn nếu mà mình đi chu tu sai này nó sẽ không bị tuột gót. Cái nhược điểm tiếp theo mà mình có nhận ra trong quá trình chạy cái mẫu này đấy là cái phần tiết diện của đế ngoài, tức là cái phần đế này nó khá là rộng, thành ra là khi mà mình tiếp đất ấy, nó sẽ cho một cái cảm giác là lì chân, tức là khi mà tiếp đất ở một cái diện tích quá lớn thì chân mình sẽ rất là lì để mà có thể nhấc lên một lần nữa. Thì đấy là một vài cái nhược điểm mà có thể thấy ngay ra được. Theo mình ấy, mức giá 1 triệu cho đôi này nó là một mức giá duy nhất rồi, thế nhưng mà nếu mà 1 triệu thì mình đánh giá là nó chưa chắc đã xứng đáng với cái mức giá này. Tại vì nếu như chúng ta có thể đợi, chúng ta không muốn mua giá niêm yết thì có thể đợi sale off. Mẫu này mức giá tầm 700-800 là hợp lý. Ngoài ra thì sale off mạnh hơn 700-800, thậm chí còn có một cái mẫu từ Pick, đó là Pick Tai Chi. Thì Pick Tai Chi nó xứng đáng hơn mức giá này rất là nhiều. Tức là Pick Tai Chi thời gian gần đây nhất mình có xem ở một cái sale off 50% ấy, thì nó chỉ tầm khoảng 700-800 cho một đôi. Thì nói thật là đối với mọi mặt thì Pick Tai Chi 1 hay là Pick Tai Chi 1 Plus nó đều ăn đứt đôi này, đập chết đôi này luôn. Đấy là một trong những sự lựa chọn rất sáng giá, mức giá trên dưới 1 triệu mà các bạn có thể để ý đến. Còn nếu bạn nào thích thương hiệu BTS, các bạn muốn có một đôi giày với đúng mức giá niêm yết là 1 triệu để có một đôi giày chạy đi tập gym được, thì các bạn nên để ý đến cái đôi BTS Hunter Running này. Tất cả những cái mã giảm giá để các bạn có thể tiết kiệm tiền hơn để mua đôi này cũng như các màu sắc khác mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bây giờ trời bắt đầu mưa rồi. Mình sẽ kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Mưa rồi này.